Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đã có mặt tại showroom Bành Văn Chấn, chuẩn bị đơn hàng siêu hot trong dịp giảm giá cuối năm. 4 cây đàn cơ gồm Kawai, Ruder, Era và số lượng lớn phụ kiện piano như là khăn phủ, ống sưởi, ghế piano lên đường đến với đại lý tại Cần Thơ. Ở trong tập lần này, nào chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mỗi chiếc piano trước khi đóng hàng đều được nhân viên dùng khăn mềm lau lại từng chi tiết máy, từ trong bộ máy đàn đến trên nắp đàn, cả nắp thân và nắp phím, toàn bộ cây đàn không bỏ sót hạt bụi nào, và cả pedal, giúp cho mỗi chiếc piano đều sáng bóng, trông như mới và hoàn hảo nhất trước khi đến tay khách hàng. Mời anh em hãy nhìn chiếc piano đầu tiên của chuyến đi, Kawai BL12. Vẻ đẹp hoàn thiện đầy tinh tế từ kiểu dáng đứng đến màu sơn đen bóng cùng thiết kế nắp đàn được bó cong tỉ mỉ. Dưới nắp là 88 phím đàn, logo Kawai mã bóng chạm khắc sang trọng, đường chỉ vàng mã dài quanh thân đàn, cả đường chỉ đỏ dọc phím, các phím bằng gỗ cao cấp với lực nhấn nhẹ phù hợp cho người mới tập chơi piano. Ba pedal mạ vàng trao chuốt, khám phá bên trong piano BL12 thôi. Đều là những bộ phận quen thuộc với logo Kawai mạ bóng thủ công, từng chi tiết đầy tinh tế. Tất cả chốt đàn còn rất mới, bú đàn bằng lông cừu, phần lõi bằng gỗ gụ bọc nỉ, bản cộng hưởng bằng gỗ vân sam, khung đàn bằng gang, khung sườn nguyên khối bằng gỗ. Và đây là màu sơn đỏ rượu đầy ấn tượng trên chiếc đàn thứ hai của chuyến đi lần này, Rudner P5, với những đường vân gỗ tinh tế kiểu chân công thẩm mỹ châu Âu. Logo Rudner mạ vàng bóng nổi bật với những đường kẽ vàng dọc thân đàn, đường kẽ đỏ làm tăng vẻ đẹp cho phím đàn. 88 phím đàn trắng đều hàng tinh tế, khóa đàn được mạ vàng cẩn thận giúp bảo vệ đàn tránh rơi nắp phím làm hư hỏng piano. Pedal với các chi tiết hoa văn đẹp mắt, chi tiết bên trong đáng chú ý của P5 với logo hãng được làm thủ công, kiểu dáng tỉ mỉ như khóa nhà, bản cộng hưởng bằng gỗ vân sam, khung đàn bằng gỗ châu Âu. Số lượng chốt đàn được bảo quản tốt với màu bạc đầy ấn tượng, dây đàn bằng thép không gỉ, 88 búa đàn bằng lông cừu. Đến bước quấn piano rồi anh em ơi, chiếc BL12 màu đen bóng được bọc ni lông các mặt nhiều vòng, trải dài từ nắp đàn đến chân đàn, kỹ lưỡng thêm một lớp dày ở nắp phím. Với chiếc Rudner P5, thao tác quấn cũng tương tự, nhưng việc bọc đàn với ni lông là quy trình chuẩn bị hàng không thể thiếu. Ni lông sẽ bọc từ nắp thân xuống phía trước mặt thân đàn nhiều vòng, phủ phía sau đàn chậm chậm cả nắp phím đến hết chân đàn cùng với sau bo. Lớp ni lông dày giúp đàn tránh ảnh hưởng của thời tiết, đồng thời giảm hư hỏng chạy xước trong khi khởi hành những chuyến hàng xa. Đây là những phần quà tặng cực hấp dẫn khi anh em mua piano tại Minh Phụng Music, đó là ống sưởi, khăn phủ phím, khăn phủ đàn, ghế piano cao cấp. Ngoài ra, các bạn còn được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Quá trình chuẩn bị piano đã xong, hẹn anh em trong tối nay sẽ cùng đội vận chuyển mang những chiếc đàn cơ này lên đường đến với đại lý nha. Bây giờ đã là 8 giờ tối và đội tải đã đến. Ba anh cùng nhau đẩy chiếc BL12 màu đen bóng chậm chậm ra phía ngoài showroom. Đàn được đội hợp lực hạ bậc tam cấp rồi đi đến thùng tải để vào xe. Sau là đến lượt cây P5 màu đỏ rượu, tiến theo từng bước chân của đội để lên xe. Ngay tại kho hàng Lý Thường Kiệt lúc này, đội lại đến để mang thêm hai chiếc đàn cơ trong tổng số 4 cây đi đến đại lý. Nào vào lấy hàng thôi nào. Cây đàn thứ ba chính là Kawai No 350 màu đen bóng với thiết kế hai pedal kiểu dáng chân thẳng phù hợp với những nhà diện tích nhỏ. Cuối cùng chính là một chiếc piano ngoài dòng đến từ nước Pháp xa xôi, Era D1, mang vẻ đẹp từ châu Âu. Vậy là buổi lên hàng số lượng lớn piano cơ đến với đại lý tại Cần Thơ hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.